Hello, thân chào các bạn. Hôm nay các bạn sẽ được học cách vẽ một cái họa tiết đối xứng với giấy cam. Đây là cái bản phôi mình đã vẽ trên giấy cam ha các bạn thấy. Đây là các bạn cái tờ giấy cam và các bạn phôi và mình đã vẽ họa tiết đối xứng trên giấy cam. Đây là cái bài hoàn chỉnh sau khi đã vẽ lại trên giấy can xong, tức là cái giấy vẽ của mình và tô màu, tôi sử dụng màu nước để cái tô. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào về vẽ trên vẽ họa tiết đối xứng bằng giấy can như thế nào ha các bạn. Đây là cái bản phôi trên giấy can nè, đây là cái tác phẩm hoàn chỉnh. Rồi chúng ta sẽ qua từng bước như sau. Đầu tiên đó các bạn thấy ha, bên đây nè là cái phần họa tiết mà đã vẽ trên giấy can mà tôi đã chụp lại. Đầu đầu tiên các bạn cần chuẩn bị như sau. Các bạn cần có một tờ giấy giấy vẽ ha, giấy can xong kích thước là A4. Bạn cần có một tờ giấy can cũng bằng kích thước là A4 luôn. Bạn sẽ có hai cây viết chì, một cây viết chì HB, một cây viết chì 2B và một cây thước. Đầu tiên ha, các bạn sẽ xếp đôi cái tờ giấy can lại theo chiều dọc. Thật sự là theo chiều dọc hay chiều ngang đều được. Nếu mà các bạn vẽ giấy cái tờ giấy vẽ của bạn là bạn vẽ giấy khổ đứng thì bạn xếp theo chiều dọc, còn nếu mà cái tờ giấy vẽ của bạn là khổ ngang thì bạn xếp theo chiều ngang. Đầu tiên là bạn xếp xếp giấy lại thì cái đường gấp bắt cái đường xếp của bạn nó chính là cái trục đối xứng. Rồi bạn sử dụng viết chì ha, thì bạn thấy là chúng ta sẽ có hai cây viết chì, cây 2B là dùng để các bạn vẽ phát. Vẽ xong thì bạn sẽ sử dụng cây xin lỗi cây HB là dùng để các bạn vẽ phác và cây 2B là dùng để các bạn chúng ta đồ nét lại bằng đang chuẩn bị cái bước và in qua trên trên giấy. Rồi các bạn xếp là các bạn bạn vẽ thôi ha. Thì cái đường xếp á, cái trục xếp tức là cái phần đối xứng cho các bạn. Rồi, bạn vẽ hình cái túi nè, ví dụ đây là hình cái túi, sau đó bạn vẽ cái họa tiết đối xứng. Sau khi vẽ xong nửa bên rồi ha thì các bạn sẽ thấy nè, đó đây là cái phần mà họa tiết và tôi thêm chi tiết và đã hoàn chỉnh. Tiếp theo các bạn mở ra, bạn thấy là chúng ta đã vẽ được nửa bên. Ở đây là tôi đang vẽ nửa bên trái thì bạn thấy cái đường xếp ở giữa bạn, cái đường xếp ở giữa đây nè, cái đường xếp ở giữa đó chính là cái trục đối xứng ha, cái đường xếp ở giữa nè, cái trục đối xứng. Rồi bạn mở ra, rồi bạn bạn lật ngược lại ha, bạn thấy nè, đó bạn lật ngược lại, bạn lật ngược, tại vì cái giấy can của mình đó, nó là trong ha, nó trong nên bạn sẽ thấy lại được cái nét vẽ mà bạn vẽ ở ở ở cái mặt bên kia. Rồi bạn sử dụng cây viết chì HB á, bạn sẽ đồ lại ha, bạn sẽ đồ lại. Sau khi đồ xong thì bạn mở ra, thì bạn thấy là bạn mở ra bạn sẽ thấy có cái họa tiết đối xứng, nó theo cái trục đối xứng giống như trong cái hình bên đây. Rồi tiếp theo nữa thì bạn sẽ sử dụng cây viết chì 2B ha, bạn sẽ đồ đậm lại. Cái viết chì 2B thì nó sẽ mềm hơn, cái chì nó sẽ bám lên trên cái tờ giấy cam đậm nét hơn, chúng ta sẽ đồ lại. Và lưu ý là khi quá trình các bạn đồ như vậy thì các bạn nên sử dụng một cái khăn giấy khô á, một khăn giấy khô hoặc là một cái tờ giấy sạch bạn lót ở trên cái cổ tay của bạn, để cho cái cổ tay của các bạn đừng có bị đè lên trên cái phần chì ha, đừng bị đè để phần chì nó sẽ bị lem trên cái giấy cam, tại vì cái giấy cam nó không có bám chì, thì các bạn lưu ý một tí xíu như vậy. Rồi sau khi bạn sử dụng cây viết chì 2B á, bạn đồ hoàn chỉnh hết cái họa tiết trên cái tờ giấy cam. Rồi bước tiếp theo nữa thì bạn sẽ lấy cái tờ giấy vẽ ra. Bạn đặt cái mặt mà bạn đã đồ cái viết chì 2B lên và bạn úp lên trên cái tờ giấy ha, bạn úp ngược xuống giống như trong cái hình á. Bạn thấy là chúng ta sẽ úp ngược xuống. Rồi sau khi úp xong rồi bạn sẽ sử dụng một cái vật gì cứng ha, nhưng mà đừng có nhọn ha. Ví dụ ở đây tôi sử dụng cái que mà kem á, que sau ăn kem xong thì bạn sẽ cà để cho cái chì ở trên giấy can nó sẽ tự động, nó sẽ in ngược lại lên trên cái tờ giấy vẽ của các bạn. Các bạn nhớ ha, các bạn để cho cái tờ giấy can của bạn không bị chảy á, thì các bạn nên lấy một cái vật gì đó cứng, vì cái thước hay là cục gôm hay là cục sỏi bằng bạn 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 sẽ đặt lên trên cái tờ giấy vẽ ở đây nè. Ví dụ bạn bạn lót ở đây thì bạn nên đặt trên đây để bạn giữ nó đứng, cho khi mà bạn cạo nó cái giấy nó không có bị chạy, hoặc là bạn lấy băng keo giấy bạn dán ở trên cũng được. Rồi bạn có thể tiếp theo là để cho cái giấy can mình nó trở nên căng hơn á, bạn để cái tay căng như vậy trên tờ giấy, bạn giữ và bạn bạn cào. Thì ở đây bạn thấy là tôi sẽ để cái tay như vậy. Thì ngoài cái chuyện mà các bạn cào cái vết để nó in chuyển qua cái tờ giấy vẽ bằng bằng cái que que kem á, thì các bạn có thể sử dụng cái tay cũng được ha, bạn sử dụng cái tay là bạn căng ra, bạn cào.
Sau khi cạo xong thì bạn lật cái tờ giấy lên thì bạn thấy là cái họa tiết của bạn nó đã chuyển lên trên cái tờ giấy vẽ của bạn. Tuy nhiên thì sau cái quá trình nó cái giấy cạn nó in ngược lên trên cái tờ giấy vẽ thì nó cũng không được sắc nét và đẹp lắm. Thì sau khi chuyển xong thì các bạn sẽ phải làm thêm một cái bước nữa là các bạn sẽ sử dụng cái cây viết chì 2B HB được bạn đồ lại ha. Thì các bạn nhớ bạn bạn đồ bạn vẫn sử dụng cái khăn giấy mềm sạch hoặc là một một cái tờ giấy sạch để bạn lót trên cái cổ tay của bạn để cho nó không bị dính cái chì mà bạn đồ và nó cũng không bị mất cái vết mà hồi nãy cái tờ giấy can nó in qua. Rồi các bạn thấy là đây là cái quá trình mà chúng ta đã đồ xong ha, các bạn chúng ta đã đồ xong. Sau khi đồ xong rồi, bước tiếp theo nữa thì các bạn có thể sử dụng cái cây viết lông kim á, bạn vẽ lại cái nét để giữ cái nét tốt hơn. Rồi cuối cùng thì các bạn sẽ tô màu ha, cuối cùng các bạn sẽ tô màu cho nó. Ví dụ đây là cái tác phẩm hoàn chỉnh mà đã tô màu rồi. Và lưu ý thêm một tí xíu là khi các bạn vẽ xong thì bạn thấy là bạn vẽ phát rồi bạn sẽ tẩy xóa rất là nhiều, thì sau khi vẽ xong á các bã gôm bạn nên gom lại, bạn bỏ và đừng đừng để lung tung, ngay cả cái nơi bàn làm việc của bạn cũng vậy, hoặc là ngay cả nơi cái phòng học của bạn cũng vậy luôn ha. Thì đó là cái phần hướng dẫn của mình, chào tạm biệt các bạn.